Hôm nay đi thi mà sao phải mang ba lô nặng nhọc vậy? Mình để mình gửi ba lô ra mình cầm giùm cho bạn để cho thoải mái nha. Đúng không? Đỡ nặng hơn, đỡ áp lực hơn. Cứ để ba lô đây, anh em mình ở đây nói chuyện. Bạn tên gì à? Em tên là Sơn. Sơn. Sơn quê ở đâu? Em quê ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh hả? Bạn tới đây tham gia cuộc thi là bạn tới đây mấy ngày rồi? Em mới tới hôm qua. Mới tới hôm qua nên là ba lô đồ vẫn còn rất là nặng nhọc trên người đúng không? Vậy là ngày hôm nay Sơn sẽ hát bài gì đây? Dạ, em hát bài Say Tình. Say Tình hả? Rồi, hy vọng là ca khúc Say Tình của Sơn sẽ làm cho bốn vị giám khảo sẽ say và chọn Sơn vào vòng trong nha. Để mình sẽ ôm bạn, chúc cho bạn tinh thần thật là vững. Rồi, vào bên trong, mình có thể giữ ba lô của bạn ở đây, rồi vào thi đi. Em lấy ba lô vào đó, vừa đau bụng. Vậy là cái ba lô này không có đơn giản như Hải nghĩ, mà ba lô này là đang chứa đạo cụ. Rồi, Hải sẽ giữ bí mật cho bạn, vào bên trong gặp ban giám khảo nha. Cảm ơn Sơn rất nhiều. Em xin hát bài Say Tình. Hả? Say Tình. Say Tình. Em ơi! Hãy về đây với anh! Hey! Rọt mai nhưng trên chưa cài nơi lấy yêu như ga yoga ê buồn lang thang bước với nỗi đau rồi cho tiếp ta hey tật nguyện nào ngờ đâu em quay lưng để cho ta qua đau lòng giữa quãng đời làm người tình sinh qua bể dài lòng vỡ nát rồi sử dụng đạo cụ đi trong đi chiều nào sử dụng đạo cụ sao Rồi. Oh my god. Rồi. Hay quá. Em. Rồi. Thôi. Nói chung trong tất cả những người mà hát bài này á, anh thấy hình như em là say nhất. Không ai say bằng đâu. Thật sự á, với khả năng của em thì xem ở trong một cái tiết mục thì nó vui bởi vì em dám làm cái điều mà không phải ai cũng dám làm, nhưng mà nó không phải là âm nhạc và nó thật sự cái này nó nghiêm túc. Tức là với anh nghĩ là em không có khả năng hát thật ra thì cho nên là nếu em làm cho mọi người vui thì ok, nhưng mà để hát thành ca sĩ thì anh nghĩ là không thể, cho nên em nên nghĩ về cái việc gì đó mình sẽ làm cho nó tốt cho cuộc sống mình hơn là chọn nhạc. Cảm ơn em.